Xin chào, tôi là Toàn, Toàn 360. Hôm nay Toàn vừa làm xong mẫu dây và mặt bạc hình cửu long do anh Nguyên ở Điện Biên đặt hàng. Thì Toàn sẽ quay video chi tiết lại sản phẩm này. Đây là khi đeo trên cổ, khi đeo đây. Sau đây thì Toàn sẽ quay sang cam sau để anh em nhìn cho rõ. Đây là mẫu dây dù bọc bạc đầu rồng cuộn, rồng cuốn. Ở đầu rồng thì có đính đá ở mắt. Đây. Và các đốt hình rồng. Dây dù nên rất chắc chắn, rất bền luôn. Còn đây là mặt cửu long, có đường kính khoảng 6 cm. Mặt khá là to, chính giữa viên đá đỏ, trên hạt tranh đỏ luôn, hạt tranh đính đá đỏ. Đây là phía mặt sau của sản phẩm. Xung quanh viền hình hoa văn. Nếu anh em nào quan tâm tới bộ dây mặt này thì inbox qua cho Toàn qua số Zalo 0962 884 336. Nếu thấy sản phẩm đẹp thì nhớ ấn like, ấn đăng ký kênh để Toàn có thêm nhiều động lực chế tác thêm nhiều sản phẩm mới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.